Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đang có mặt ở tại cửa hàng xe máy của anh Tấn Lượng đó các bạn. Đây, một dàn xe đang chờ đón các bạn ha. Hiện giờ anh đã lên một cái bảng mới ha, cửa hàng Tấn Lượng đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục ảnh báo giá cho các bạn, báo giá chi tiết hơn. Video trước thì các bạn vẫn muốn mình báo giá, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn báo giá ha. Mình sẽ đi thẳng vào trong luôn. Rồi, xin chào anh. Hello anh em. Hello em Khải Phạm. Bữa nay ghé trong dịp mưa bão thì nay sẽ theo yêu cầu của bên kênh của em Khải Phạm với anh em, thì bữa nay mình sẽ báo giá một số xe luôn. Dạ, ha. Ok anh. Rồi có những cái chương trình như thế nào đó ha. Dạ. Bây giờ mình chở ra ngoài đầu đi em Khải ơi. Dạ. Thì hôm nay trước tiên là có mấy cái dòng xe ngoài lề này là của mình, là mấy dòng này cho mấy anh em gì á, xuống áo gì á, dọn gì đó ha. Đó là khoảng 18 19 triệu một chiếc. Ồ, ha, không có cao. Xe máy zin hết nhưng mà nó tàn dần ngoài, anh em về xuống áo xuống yết gì đó. Có nhiều anh em hỏi ở đây anh Lượng có xe xuống áo không, thì nói thẳng luôn là không có thời gian để làm. Nó thì anh em về tự làm đi, chứ bây giờ làm không có thời gian làm. Thì mấy con xe này là khoảng 18 19 triệu làm máy zin ha. 17 triệu như 17 triệu 500, 18 triệu thấy không? Thì đó là cái này là để, nói chung là cái tâm huyết mình là muốn phục vụ được tất cả các anh em, từ ít tiền cho tới anh em mà kinh tế còn rồi đó, là về cái dòng đó ha. Đó còn như cái dòng xe mà ẹp nhỏ của anh em mình thì cũng như lúc trước ha. Thì nói thẳng anh em luôn là cái hàng đầu này là đã có dọn xương ha, với còn cái hàng bắt đầu từ thứ nhì chở đi từ con xanh này dài vô tới trong đó là xe hoàn toàn chưa có dọn dẹp rửa gái là chưa có dọn dẹp rửa gái gì hết. Tại vì nói thẳng luôn là bây giờ là xe đặt là không có làm kịp, thợ thầy 10 người là không có thời gian để mà làm, để mà có xe để trưng ở cửa hàng. Bây giờ anh em nói thẳng luôn mà lại mà cửa hàng mà lựa xe dọn rồi, xin lỗi, là khoảng 10 chiếc để cho anh em coi thôi. Còn những anh em mà đam mê mà muốn cho một con xe hoàn hảo chỉnh chu thì nên điện thoại trực tiếp gặp tôi. Là bây giờ em muốn con xe bao nhiêu tiền, là đặt màu đặt ấy rồi anh em ở đây dọn dẹp chăm sóc để cho nó hoàn hảo một con xe thì tôi mới giao. Chứ còn mà dọn lất lất liêu liêu láo láo là tôi không dọn, tôi không bán. Anh em buồn tôi chịu ha. Còn xe chưa dọn anh em thầy thợ lại thì nên mua, là xe chưa dọn thì lựa mua. Còn mua về xài thì đừng nên mua xe chưa dọn. Về mất công á là cha mẹ anh chị gia đình là chê khen, là mang cái tiếng của tôi, là tôi cũng không có bán ha. Bữa nay thì mình nói cho anh em sơ về cái giá của cái hàng dọn rồi đi ha. Thì bữa nay giá của mấy em này thì bữa nay mình có là tầm giá từ 62 triệu dọn rồi con tay. Con tay từ 62 triệu, 63 triệu, nói chung là làm 6X là mình đã có chiếc xe. 6X là từ 62, 63 tới 68, 69 gọi là 6X. Có những anh em không gành mình nói giải thích luôn. Còn những con xe chưa dọn như ở trong kia thì hôm nay mình đã có về rất nhiều. Một hồi ở phía sau là đồng chí Khải Phạm sẽ ra quay cho mấy anh em coi luôn. Thì tầm 4X là có nghe anh em. Bây giờ là tầm 4X là có xe con tay chưa dọn luôn. Là hai càng. Hai càng. Con tay chưa dọn. Thì anh em là liên hệ trực tiếp. Và xe chưa dọn thì phải lợi. Tôi nhấn mạnh là trực tiếp coi xe tại cửa hàng. Tôi không bán qua mạng nha. Anh em xa xôi thì phải gắng chịu khó. Tại vì cái xe chưa dọn bán dễ mang tiếng, dễ mất lòng ha. Sơn nhông dĩa hư, phuột nhão, phuột xì nhớt, hay là bình xăng nó lâu ngày nó chạy nó không ngọt ngào, thì anh em về phải tự bơi tự sửa. Đúng rồi. Chứ bây giờ tôi gửi qua mạng là mấy anh về mấy anh chê khen, rồi gia đình mấy anh chê khen nữa là phiền lắm.
nên tôi có cái nguyên tắc của tôi ha, là mấy anh phải chịu thôi. Đây đó, như cái vàng này là chưa có dọn dẹp gì hết luôn, vàng này cũng vậy đó, một là cửa hàng một càng mà chưa dọn mấy bạc của nay, bữa nay mình cũng báo anh em luôn, thì nó tầm đây quay chưa dọn con mẫu đây à, còn như con 6699 đi ha, thôi chỉ số đó là nó chưa dọn, là nó như vậy nè, nó đại khái là như gì nè, là nó dơ giấy nó như vậy đó, nó ngà nó dơ xin mụn đó ha, hay là sao đó. Là giá cỡ nhiêu anh con này? Như con này tôi bán là 4x à, à tùy anh em dễ thương thấy không, máy móc nguyên zin thì làm đồ đạc zin hết, nhưng mà nó phai màu hoặc là nó xài chày theo năm tháng, nó là chưa dọn như vậy ha, mẫu cho anh em coi chứ mình quay chi tiết thì không nhiều đâu, đâu quay không nổi tại vì nó đậu khít quá rồi, đồng chí Khải quay không không được, thì mình báo giá cho anh em vậy đó ha. Như mấy con đỏ vẫn có những con là 4x nha anh em, con tay luôn giá 4x, thì liên hệ trực tiếp với tôi và tôi sẽ nói chuyện với anh em, tư vấn cho anh em, xong rồi kế tiếp là tới cái phần đó là muốn đặt dọn thì tôi đặt dọn tầm 3 ngày là giao xe, nếu mà đông thì 4 ngày 5 ngày, khách mà đặt nhiều á thì 4 ngày 5 ngày mình mới giao được, còn mà nếu mà lúc đầu chống chống thì tầm 3 ngày là giao xe cho anh em, hoặc là anh em á là nơi mình nên chịu khó tới cửa hàng mình kiểm tra con xe và mình chạy đó, còn anh em nào à, không tin tưởng hay gì tốt hơn hết dẫn thợ theo cho nó khỏe ha, coi kiểm tra chất lượng ngon zin ok hả nhận, không ok không nhận nha. Rồi đó. Ok anh à, đồng chí Khải có câu hỏi gì nữa không? Đây em thấy chiếc xe đó lạ quá kìa, đâu đó đâu anh, chiếc màu đỏ nè. Wow, con này là mình dọn full LC, là nói mình dọn là có nghĩa là mình rửa ghế hết, còn ốc tán thì mình thay mới, còn toàn bộ đèn đuốc hay là bao tay hay là mặt nạ gì của là nhập nguyên ở nước ngoài về ha. Mâm luôn hả anh? Không, mâm là mâm da dách. À, mâm da dách đó, thì cái này là mình vỏ Michelin mâm da dách, thì mình full cái này thì nó tầm mười mấy gần 20 triệu là tiền đồ đó, tiền dọn chưa tính. Con này biển số Hưng Yên à, con này biển số sẵn mình lấy mình dọn chơi, con này là con tay nghe anh em, từ cái đồng hồ rồi nó cũng khác của mình luôn đồng chí Khải ha, đồng hồ đèn trước đèn sau dè cản gì đó ha, còn cái yên thì mình xài yên gọt cho nó modern ha, cản đồ đèn đồ là nó khác hết đó, biển số nè cản của nó vậy đó anh à, nó có đèn màu cản đồ nó khác cái thằng 211 của mình, xi nhan vậy luôn hả đó, nhan nó gời vậy đó. Trời, biển số các bạn 2345 à, cộng số 1 dưới 1, xuống 2, là 3, thành 012345 luôn, 89 Hưng Yên đó. Thì cái này là mình tại vì nó không có nhập về Việt Nam nên mình làm một chiếc để mình trưng mẫu để cho anh em biết ừ là cái dòng LC 135 mới 2021-2022 là nó như thế nào, đặng cho anh em nhìn, đặng mà biết được ấy, mình muốn có đủ mẫu để cho anh em tham khảo chơi chứ không phải mình dọn để mình bán. Con này dọn ra hơi bị đuối tiền ha, cộng xác xe cộng tiền dọn cộng tiền đồ nữa thì ra vốn mình cỡ 50 mấy triệu. Wow đó, từ cái bô nó cũng khác ha, bô bát bô đồ cũng khác nha đồng chí Khải. Ừ, là đúng của nó hết, ờ, mình nhập là đúng của nó hết, mình dọn là full là y gan chiếc xe đó sao vậy, nhưng mà có cái nó bản là một càng, mình ở đây mình gắn vô con xe hai càng à, anh hiểu à, đó, tại hai cái một hai càng cọp mình không có. Một càng cọp không có đây rồi, chiếc này còn một con xe này ngoài lề nhưng mà hàng quyết đó, là con xe này là con đe 214 đó, như mới ha, vỏ đồ theo xe chạy 9.500 cây đó, thì con này mới được anh em ở trên Tây Ninh chia, thì con xe này mình bán với giá là 4x 9.500 cây, xe mới trong hãng sao thì vậy, catalo hộp sổ bảo hành đồ còn đầy đủ. À, xe mới sao nó vậy, nó tới cảng nó ngà ngà theo năm tháng chứ không quay. Đây anh em coi chìa khóa ổ khóa của ấy ha, rồi catalo của nó ha, đồ nghề bình xăng ha, cốt yên gì đó, nói chung đồ mới như thế nào, xe mới trong hãng trong hết như thế nào thì nó như vậy. À, thì cái này là hàng này anh em thích là dạng mà mình chơi sưu tầm, mình thấy mình mê mình chơi, chứ mình thì chuyên dòng 4 số nhưng mà dòng 5 số nó đẹp quá. Đây hai chìa phá zin theo xe, hai chìa đều chưa có dấu à,
có cái lũng lẳng đây luôn, có ông Phật đây luôn, à, biển số Tây Ninh. Trời ơi, vỏ theo xe là thôi khỏi bàn, gai là còn dày thù lùng, ha, đĩa điếc đâu là chưa có mọn gì hết. 4x nha các bạn. Đó là hàng này, hàng sưu tầm 2014. Rồi kế bên đây là con 206, biển số Hậu Giang 88919, ha, cọp, vỏ một cặp theo xe, giá của nó là 8x, vỏ còn theo xe một cặp, gai dày thù lù nghe anh em. Đó, thì anh em cứ coi tham khảo, có gì liên hệ trực tiếp. Con này thì nói chung là dàn máy bạc ở trước đây thì nó là vô địch rồi. Đó, nổ máy rồi đó các bạn. Nói chung là không xe nghe này là bánh căm zin nguyên thủy của nó luôn nha. Đó, bánh căm mà nó còn sáng, nó còn mới cỡ này. Đó, áo là áo zin theo xe luôn nha, không phải là áo mới đâu, áo như áo mới. Đó, chìa phá theo xe đồ còn hết trơn, bàn đạp thắng cần số gì là chưa mòn, chưa có dấu ha, giá 8x thôi. 8x. Còn một cái dãy kế bên đó là phiên bản đặc biệt, à, 206. Nói cho anh em biết luôn, nguyên vàng này chưa con nào tôi dọn, chưa con nào rửa gáy, chưa dọn dẹp gì hết. Nói chung là để cho nó nguyên thủy, để cho nó đúng chất limited của nó, là chưa có chiếc nào dọn dẹp. Anh em mua thì chịu khó để cho thầy thợ gã áo ra rửa gáy, chăm sóc nhớt nhau đồ đạc lại ha. Xe này là nguyên vàng này đúng limited hết ha, là chưa có dọn dẹp gì em hết. Thấy có một xe bánh căm nè. Ờ đó, thì nó limited hay là 205 gì, 207, 208, nói chung là đời mấy bạn đều có bánh căm. À, à, thì mấy con này đa số là bánh mâm mình gặp bánh căm lên. Nó như con này bánh căm, con này bánh căm, à, mà bánh căm zin của nó là trước là 1.4, sau là niền 1.6 Fibit mới đúng ha. À, Goshi, Goshi là tầm 7 nha. Thì những chiếc này vẫn có những chiếc là cái mão còn zin, những chiếc là cái mất mão là cái mão lô ha. Còn trong quá trình anh em mua muốn có cho cái nào zin cho toàn tập thì có gì cứ nói với tôi, à, tôi đáp ứng tính sau ha. Giá cỡ nhiêu anh? Còn giá đó thì từ 60 mấy triệu đã có một con limited. Wow ha, ở đây là mình giá là hợp lại cho anh em vừa xài, máy móc thì miễn bàn nghe, bảo hành 2 năm. Đó là giá là từ 6x đó, 6x, 7x, 8x hết ga ha, là cái dàn xe limited này của mình. Đó, rồi kế tiếp đây là con cọp ha, nhưng mà nó là cái cọp mà ở cái mức cọp nằm ở ngoài đây nha, còn mà cọp đằng sau hè của mình mới khó chịu. Cọp này biển số Cần Thơ ha. Đó thì đây đồ của nó đây, từ đồ nghề bình xăng lớn là chưa có dấu đây, bình xăng nó chạy chỉ nó đậu đây từ cái cốt yên, thì anh em cứ ngắm đi ha. Cái giá con này thì mình sẵn mình báo cho anh em luôn là con này là giá nó là 110 triệu mình bán ha. Đó rồi con kế bên này đó là không, là không còn vỏ ấy à, con này còn vỏ không kỹ, hình như còn cái gì còn không không đó, con này mất vỏ thì cái giá nó rẻ hơn ha. Nó tầm khoảng con này khoảng 7x hay 8x gì đó, mình nhớ không rõ nữa. Vỏ đầu thì nó còn ha, vỏ sau thì thay rồi. Đó, thì những con xe đây thì là nói chung là dạng xe khá đẹp thôi chứ không phải cọp, con nào hai kiến á mới dọn cặp. Bữa là nói chung cũng không có gì đặc biệt. Thì mấy con này thì cái giá nó tầm 7 mấy 8 mấy ví dụ vậy ha, mắc nhất là 8 mấy 7 mấy triệu, đa số là vậy. Có hai con hàng chiêu nữa nè, bây giờ mình giới thiệu tới con này trước đi. Con này là con cọp 2010 màu càng, đồ thì như mới. Chỉ các bạn quay xuống này nhìn, quay cái gác nước nó thôi là nhìn là muốn xỉu rồi. Nó trắng như vậy đó, từ vàng ốc yết cho tới cốt bát cho tới cây kèn, hay tới là cái bộ chén cổ gì đó, nói chung là đồ nó là con xe này nó là như mới nha.
con này là nó ngang ngửa với xe đồng đó. Đó thì con này cái giá của nó là 8x. Đó, vỏ một cặp theo xe. Xe này đi 18.000 nha. Đó, nhưng mà chủ đi rất kỹ. Đồ đẹp đây, catalo đồ còn hết trơn nha anh em. Đồ nghề đâu, cố tình nó đẹp quá, chân trần trộn chơi, trần như nhộng ha. Cản theo thời gian ngà ngà, có chày chút đỉnh, thấy không? Có chày chày chút đỉnh, thấy không? Nhưng mà rất đẹp. Đó, con này là 2010, một càng, màu trắng đen. Đó, máy móc thì như tủ lạnh. Đó. Rồi, nổ máy rồi đó anh em. Nổ máy đó các bạn. Nè, các bạn thấy cái miệng nó rung không? Đó, nó rung nè. Nó chỉ rung thôi. Đó. Nổ máy rồi đó các bạn. 8x nha. Đó, giá ấy vỏ một cặp theo xe ha. Đồ đạt là như mới. Cố tình chân trần chuồng. Đó. Còn kế bên này là con gì đồng chí ấy? Một càng cặp, vỏ một cặp 209 ha. Áo còn keo trong bít nên anh em nhìn nó mờ là nó có lớp keo trong. À, mình lột ra là như mới. Cũng vỏ một cặp theo xe luôn ha. Một càng 209 vỏ một cặp theo xe, mình hình như tới 2-3 chiếc lận á, mà mấy đứa đậu lộn xộn đâu hết trơn rồi. Đó. Đó, con xác ở trong nữa đó ha. Cái màu này mình tới 2 con cặp lận ha. Rồi giá bữa sao anh? Giá cái con này là một con là 7x, một con là 8x. À, vỏ còn một cặp theo xe đúng xác nha. Đúng áo jean còn keo trong. Bữa nay mình có hai con để mình giới thiệu là 5B71 mà 08Y là 208 mà con tay là hàng chiêu. À, con nào với con nào chứ kỹ? Cái bên con đen con trắng. Hai con này. Dạ. Là đều là 5B71 mà 08Y. Đó. À, gọi số khung đặng cho anh em coi đặng mà biết luôn. 5B71 là ký hiệu của con tay, nhưng mà 08 là của đời 208. Thằng này số sườn số máy giống nhau nha. À, nó ác vậy đó. Đa số là mình thấy là 09Y hoặc AY hoặc BY, nhưng thằng này là hai thằng hàng hiếm đó. Đồng chí Khải em quay luôn con này luôn, là bữa nay mình giới thiệu cho anh em biết luôn, hàng chiêu mình vẫn có ha. 5B7108Y ha. 000022 44. Ừ, 000044. Con 22 cũng 44 mà. Đúng đẹp luôn thấy không? Bởi vì nó đẹp. Đây. Rồi đây con xám lông chuột cọp nữa đây. Đó, vỏ một cặp theo xe. Đó. Đó, xanh GB, vỏ cặp theo xe, xanh GB, vỏ cặp theo xe. Một con biển Cà Mau, một con biển Ninh Kiều, Cần Thơ. Ha, con vàng đó cũng là vỏ một cặp theo xe, nhưng mà nó một càng, biển Bình Thủy. Đó, rồi con 209 ở trên, con tay vỏ một cặp theo xe đen vàng luôn đó anh em. Nói chung vỏ một cặp theo xe là tôi còn hơi bị nhiều, hơn 30 chiếc. Như cặp này giá thế nào anh? Cái cặp mà nó 08Y mà con tay này hả? Thì giá của thằng này cũng bình dân thôi. À, một con 7x. 7x nha các bạn. What hôm. Máy móc thì miễn bàn ha. Đồ đạc thì zin hết. Đó, 7x. Mà sao một chiếc phục trắng, chiếc phục đen anh? Đúng, đó, ở chỗ đó đó. Cái con đó, đó nó sao nó bước qua thằng như là thì khi mà mua về là nó đã phục đen như vậy. Chứ đúng 208, 209 là nó phục bạc. Đúng rồi, nó phải vậy đúng không? Đó, nó lại là cái phục đen như vậy. Hay là mình không biết khách nó có sơn lại hay không thì mình không biết ha. Chứ đúng nó là phục bạc như cái con đen vàng tem bạc này mới đúng. Đó, con đó là con trắng đó. Tem trắng, con đen, đen bạc tem vàng. Đó. Mấy hàng này, mấy hàng chiếu anh em sưu tầm. Đó. Còn trong đây thì đây thì có 3 con 207, 207, 208.
đều rõ một cặp theo xe đó anh em. Mình có ký hiệu là không phải xe nào mình cũng gắn hai kiếng đâu. Xe nào hai kiếng là xe đó rõ còn cặp đó. Đang nhìn dễ nhớ để mình chỉ cho khách coi cho nó dễ. Dạ. Đó là mấy con này vỏ còn theo xe ăn cặp. Cái vỏ thật sự mà nói theo xe một cặp không phải là đánh giá là cái vỏ là mới mất tiền. Cặp vỏ không bao nhiêu tiền, hãng bán có 700 ngàn bạc. Nhưng mà cái vỏ theo xe có nghĩa là xe đó đi ít cây số, cái máy nó còn ngon, cái máy nó còn chất. À, chứ không có nghĩa là cái cặp vỏ mà chiếc xe nhảy lên 10 triệu, mười mấy, 20 triệu. Còn vỏ bây giờ trên mạng nó bán đầy, xin lỗi anh em chứ, mua nhiều không có chứ. Thấy không? Vỏ thì nhóc, nhưng mà quan trọng là đúng vỏ theo xe không, đúng cây số không, đúng chất xe không. Chứ vỏ thì bao nhiêu vỏ mà không có, muốn vỏ đắt mấy cũng có. Thị trường bây giờ đầy. Nhưng mà quan trọng là coi chất xe. Chứ đừng có nói ờ cái vỏ theo xe thật sự tại mình nói vậy. Đấy, mấy con xe này là chưa có dọn dẹp gì hết. Để chất mọc luôn đó nha, sình bùn đâu còn y nguyên đó nha đồng chí Khải. Ha, mấy xe này là không có rửa ghế dọn dẹp nha, để cho nguyên thủy cho khách coi chơi. Thấy như còn keo luôn ha. Đúng, nhầm chiếc là còn keo luôn đó, sình bùn còn nguyên, mâm bọng em thấy kẻ mâm rồi là sình bùn còn lớp lớp hết. Là chưa có rửa ghế vệ sinh gì hết. Khách mấy, mua mấy chiếc này giá cỡ nhiêu ạ? Nó tầm mấy con mà đi ít cái số gì thì nó tầm 8x em. Dạ, à, okay. Tầm 8x à. Nói chung giá anh đưa là bình dân hợp lệ, không có mắc. Dễ xài. Anh em thích con nào thì ấy con đó điện thoại trực tiếp là mình báo cụ thể. Còn chiếc này 8x nè các bạn. Mà lưu ý ha. Cực kỳ. Nói thẳng luôn nè, cỡ giác này nè, bình thường mấy anh em khác bình thường á. Bán tiền trăm. Nhưng năng lượng nè, 8x là đã có con xe siêu cập cỡ này. Tôi mua là tôi có lời. Thấy không? 2-3 triệu, 5 triệu là tôi bán cho anh em. Không có lời mà lời cắt cổ không? Lời mà trên đầu mà tôi không có bán. Thấy không? Mấy ông này, mấy ông kia rồi gặp con xe này bán tiền trăm, thậm chí mấy ông mua được, mấy ông không bán luôn. Nhưng tôi hả? Bình thường. Đó, mà anh cứ coi đồ đạc, ốc tán, mái móc, chữ nghĩa rồi tới cái mộc số mà đóng trên đầu bò mà còn nữa mà. Bây giờ anh em mình ra sao ha? Rồi, ok em. Bây giờ mình với ảnh đi ra khu vực phía sau nè các bạn. Ở chỗ này mới là tâm huyết của ảnh nè, phía sau. Đây, bên này. Ở bên này mình còn có một vàng chưa có dọn nữa phải không anh? Đây, vàng này và vàng phía sau cùng. Sau lưng cái vàng siêu cọp. Đó, cái vàng siêu cọp này thì chắc anh em đã có coi rồi ha. Đó là mình đậu ở đây. Là cọp hơn những con xe cọp ở đằng trước. Ở đằng trước gọi là siêu cọp. Nó 3.000, 4.000 cây, 5.000 cây là nhiều. Đó, đây là con xì bắc phiên bản đặc biệt màu đỏ ha. Hàng này hàng hiếm, kiếm trên đầu ngón tay. Còn cái dòng xì bắc này là màu xanh, con này chưa tăng sơn. Biển Hậu Giang, con kia biển Tây Ninh. Con kia là 19696 hoặc 16969 gì đó ở Tây Ninh. Con này biển ở Hậu Giang. Hai con này đều là dạng là 5.000 gửi cây gì đó ha, tôi không nhớ rõ. Mấy con này là chưa tăng sơn, xe mới sao nó vậy. Giá là có nhiêu anh? Giá tôi bán khoảng 190. Dạ, này là mỗi con là 190 thôi. Chứ không phải hai con 190 nha. Đó thì đây những con siêu cọp này thì giá nó là ở trong đây nói thẳng với anh em là trên 100. Dạ. Tùy theo con. Thì báo chung với anh em vậy thôi. Còn anh em mà mua con nào hay gì đó thì siêu cọp thì mình nên tới tận cửa hàng lựa coi cho nó thoải mái ha. Chứ mình siêu cọp thì mình hạn chế mua qua mạng, để mất công anh em về nói không đúng xác, không đúng chắc mất công. Thợ thầy thì cứ dẫn theo ha. Mấy con này thì miễn bàn về chất, về cái độ mới, độ đẹp. Trời ơi, cái dò đạp nè các bạn. Đó, thì từ cái yên, cái chỉ yên là nó chưa có phai màu từng con. À, mấy con này thì nó chỉ thua những cái con chưa đổ xăng thôi. À, sắp thương dẫn là còn hết. Mấy hàng này hàng sưu tầm mà, hàng lặn lội tìm kiếm mà. Bình xăng mà các bạn. Mấy con này là trên 100 hết nha các bạn. Đó, có những con 100, 101, 102, 103 tùy theo. Anh bây giờ ví dụ như con này khoảng nhiêu anh? Con này nè. Em mới vừa quay xong nè.
Con sám này, tại có hai con sám mà tôi không biết con nào luôn. Đó. Thì con này là 120 triệu nha, xe này một đời chủ biển Sài Gòn nha anh em. Rút hồ sơ về mình rồi. À, mua về là làm biển số luôn. À. Con này mới có mấy ngàn thôi. 3.000 mấy à? 3.000 mấy cây thôi. Rồi, ok. Đó, sơ đó, sơ vậy đó. Sơ cho bạn xem một vàng này. Thì những con này thì miễn bàn về độ mới, về chất đi ha. Máy thì bảo hành 5 năm, 10 năm gì đó. Anh em muốn bảo hành như tôi bảo hành như bình thường. Đó, mấy con 208 siêu cọp, 207, 206, 205. Đó là những con 207. Này là chỉ có đem xe mới ra đậu kế bên nói chuyện thôi. Nó thua xe mới thôi, chứ không có thua xe nào nữa. Phía sau này mình còn một dãy chưa có dọn nè các bạn. Một càng có, rồi hai càng cũng có ha. Xe chưa dọn thì các bạn biết giá rồi đó, giá nó tầm có nhiêu thôi. Khu vực phía sau này như thường lệ thôi, vẫn là khu vực để thợ sơn ha, hành nghề. Hành nghề, nghe chứ hành nghề nó ghê quá không? Sơn đó các bạn. Rồi khu vực phía sau là mình gã gửa ấy. Xe này của anh bên ngân hàng, anh gửi anh chứ anh Hắc, anh gửi dọn giùm ảnh mà chưa làm được cho ảnh. À, anh dọn anh Hắc luôn ha. Nói chung là ní ná thôi chứ không có thời gian đâu làm đó. Thì cái tổng con xe của mình hiện tại đó là đồng chí Khải là hơn gần 170 xe. Số lượng xe của mình đó thì là cọp, beo, mèo, chuột, thằng lằn, anh ương là có đầy đủ. Đó, giờ mình lại mình ngồi ghế mình nói chuyện chút đi, mỏi chân dữ lắm rồi. Rồi bây giờ mình nói thêm về vấn đề, ví dụ như là khách dọn nè, đặt anh dọn thì sẽ như thế nào? Xe nhà mang lại cho anh dọn, ví dụ vậy. Rồi bây giờ trước tiên là mình nói về cái vấn đề là xe ở cửa hàng đi. Dạ rồi. Thì là ví dụ như anh em mua một con xe chưa dọn. Dạ. Rồi nhờ thầy thợ ở cửa hàng để mà mình dọn, dẹp, chăm sóc. Nói chung dọn thì không quan trọng đâu, mà quan trọng là vấn đề ở chỗ chăm sóc, chỉnh sửa là bình xăng con, là phục bọng, là điện đóm là mới là quan trọng nghe anh em. Chứ còn cái chuyện rửa ghế thì anh em ở nhà tự rửa cũng được. Nhưng mà những con xe đã qua thầy thợ kiểm tra chăm sóc thì mình về mình xài nó sẽ yên tâm hơn, nó sẽ chất lượng. Để không thôi mình đưa cho những người thợ mà không gành về con ẹt đó, mình mở ra rồi không biết đường gáp lại hoặc không biết đường căn chỉnh thì xài nó không ok. Đó, ví dụ như một con xe mà mình lại mình chốt khoảng 9 giờ, 10 giờ sáng đi. Thì mình ngồi ở đây có cái bàn tôi thiết kế để ngồi uống trà ở đây. Là để cho anh em ngồi, đích thân mình ngồi ở đây mình giám sát con xe mình là thầy thợ làm, là dọn, là chỗ nào mình vừa ý hay chỗ nào mình không vừa ý. Làm thợ sẽ làm theo ý mình luôn. Chứ không phải như mấy chỗ khác mà ngồi giấu nghề. Anh ngồi trước đi, tụi tôi làm xong đưa ra. Không có. Ở đây mấy anh có thể vô ngồi, thậm chí mấy anh thấy thợ tôi mà rửa không sạch bằng mấy anh bay vô, mấy anh ngồi rửa, cho ngồi rửa chung luôn bình thường. Đó. Thì như vậy thì con xe về xài sẽ nó sẽ hoàn hảo. Còn mà đem về tự dọn thì mấy anh một là không có đồ, hai là thợ chưa chắc là đã chuyên nghiệp bằng ở đây người ta làm 9-10 năm trời. À, thì ở đây thợ chính có, thợ phụ có, những đứa em nó mới vô học nghề có. Thì mỗi người có mỗi cái khâu riêng. Thì anh em á là lợi làm đấy. Nó mua nó dễ hơn. Còn cái phần mà anh em mướn thuê của xe ở nhà mà mình muốn đem lại cửa hàng để chăm sóc cho nó ngon và nó đẹp thì anh em cũng nên lại trực tiếp cửa hàng. Rồi mình chỉ cái nào thì cái toán ngồi bên kia sẽ là báo giá. Đó, thì giá đại hãng bao nhiêu là ở đây tính bao nhiêu, thấy không?
Ví dụ hãng nó có chiết khấu quê hồng 100% gì đó thì thầy thợ nó lấy đúng một phê chỉ thôi, không chênh lệch bao nhiêu, chứ không có lấy giá cắt cổ, thấy không? Không có lấy giá tự niêm yết tự đưa ra. Và cái kế tiếp nữa là thầy thợ sẽ chăm sóc sơn phết rửa gáy cho anh em, rồi báo giá ok, anh em lúc đó có quyền ra về, rồi 1-2 ngày sau lấy xe, hoặc là nếu hôm nào mà rảnh thì có thể là sáng đưa xe chiều lấy bình thường. Đại diện thợ mình 10 người, trong khi đó là có 2 thợ sơn chính, 1 thợ sơn phụ và 2 người là chuyên khâu rửa gáy vệ sinh đó, và 4 thợ là chuyên lắp ráp đó, còn tôi là chuyên nối dốc đó. Thì ở đây làm là mình phải tiết kiệm mọi thứ cho anh em chứ không có phải ấy. Nhưng mà nói trước là cũng phải hẹn trước nha, chứ không phải đem qua mà kêu dọn liền. Nhiều khi như bây giờ nói thẳng với anh em luôn, không phải mà tấn lượng nổ. Số lượng mà xe khách đặt bây giờ bữa nay nói thiệt luôn á, là nhờ có mà đồng chí Khải Phạm lại quay YouTube thì cái tiệm nó gọn nó đẹp vậy đó, chứ còn thường ngày lại là nó tùm lum hết trơn à, chứ không phải được vậy đâu. Tại lên phim lên hình đó đồng chí Khải, đúng ra là mình tính quay clip hậu trường cho các bạn xem á, nhưng mà nó kỳ quá đi. À rồi là mới là được sạch đẹp vậy á, thường ngày dơ lắm, không có đẹp vậy đâu, đồ đạc tùm lum hết. À, với bữa nay chủ nhật cũng có một số thợ là được nghỉ ngơi chở vợ chở con đi chơi nên tiệm đó. Rồi á, bây giờ á là mình nói lại cái vấn đề về cái giá cả của từng con xe mà chưa dọn đó. Thì anh em nên đặt đi, nên đặt á, những con xe là bây giờ tôi có là 48 triệu, 49 triệu tôi mua con xe một càng máy đen hoặc máy bạc gì đó, tôi thích màu đỏ hay màu vàng, màu xanh, màu xám, anh đặt anh làm cho tôi mấy ngày lấy đó, rồi ở đây sẽ báo, thì khi đó là lợi nhận xe là y chang như theo ý thích của mình. Chứ bây giờ mà anh em lại thẳng cửa hàng tấn lượng mà lựa xe mà dọn rồi, xin lỗi, chưa tới 10 chiếc để cho anh em lựa, trong khi đó gần 170 xe mà dọn rồi là như vậy, là anh em biết là cái mức bán tôi cỡ nào. À, là mình bán nói chung là liên tục, là do khách xài rồi thấy uy tín chất lượng, rồi khách lại giới thiệu khách nữa, nên đó là mình bán 10 thợ nói chung là làm là mất ăn mất ngủ hết trơn, cũng không có xe để mà chưng ở cửa hàng được. À, bởi vì mà không phải như người ta mà xe dọn chưng nhiều được, người ta chưng nhóc hết trơn, anh em lựa loại lựa thoải mái. Ở đây bây giờ xe hình như là 90% là xe chưa có đụng tới, chưa có rửa gáy dọn dẹp gì hết, chưa có chăm sóc gì hết đó, nên anh em nên đặt đi. Thì ở đây thầy thợ sẽ chăm sóc nó kỹ lưỡng chất lượng, sau 3 ngày 4 ngày gì đó thì mình lại nhận con xe thì nó sẽ hoàn hảo và nó ngay ý của mình luôn. Một là cái giá, hai là cái đời, cái màu nó sẽ ngay chốc cái ý thích của mình đó. Là cái đó là nói trước cho anh em, chứ bây giờ nhầm khách lại muốn kiếm xe dọn sẵn luôn, nói thiệt không có để mà coi, xin lỗi, không có để mà coi, toàn là những con xe như thế này chưa dọn dẹp, chưa chăm sóc gì hết đó. Tôi bữa nay còn bơ phờ, nhìn cái mặt tôi biết mắt mở không lên, đó là không có làm kịp. Khải ơi, bây giờ còn nợ ít nhất cũng phải 6-7 xe, vừa làm nè, rồi vừa phải đăng ký cho anh em ở xa, họ quê dù ở Cà Mau, ở Sóc Trăng, ở Kiên Giang, nhưng mà đi làm ở Đồng Nai có, ở Bình Dương có, thì họ nói là họ không xin nghỉ được. Mình dọn xong đi rồi đi đăng ký ra tên giùm họ luôn, rồi gửi xe, gửi cạc quẹt biển số ra tên họ lên, tới ngay chỗ họ ở là họ lấy. Ủa, đăng ký giùm ở biển xa luôn hả? Đăng ký giùm luôn, nhưng mà Trung Bắc thì thua ha. Miền miền Tây là làm giùm khách hết, thì cái đó vẫn có tốn phí, nhưng mà mấy trăm ngàn thôi, không bao nhiêu. Rồi bao chọn gói hết trơn thì chừng triệu mấy bạc, là vừa đi đăng ký, vừa bấm biển số, vừa chạy xe lấy gạch quẹt gì đó là cho khách hết.
khách chỉ ngồi cứ lo làm công việc bình thường. Ở đây là xe dọn xong rồi lấy tờ xong xuôi hết đó, để mà phục vụ cho khách, mà vất vả lắm, kế toán chạy giết là nó muốn điên luôn đó. Còn thầy thợ thì thôi khỏi nói, bữa nay là cho ốp như là dọn dẹp cho sạch sẽ đặng lên YouTube rồi cho nó sạch lịch sự chứ còn mà nói mà thường ngày là thôi bề bộn lắm, công việc bề bộn lắm đó. Thì anh em nên như vậy, nên đặt chứ còn lại cửa hàng lựa, xin lỗi, không có xe để lựa, có nhưng mà toàn là chưa có dọn, chưa có rửa gáy, chưa có chăm sóc sên nhông dĩa là bô bọng nè, áo sống nè, phuộc trước phuộc sau nhão hay là xì phót gì đó, bình xăng con chưa sốt, điện đốm chưa chuẩn chỉnh, mua về anh em đâu có xài được, phải để ở đây, phải đặt ở đây để mà thầy thợ kiểm tra chăm sóc đó, chứ mình đừng nên mà mua chưa dọn về làm cực lắm. Phụ tùng thì ở đây thì như cái biển ha, nói mà phụ tùng hãng ốc vít thì đó, trên kệ đó là ốc vít là các thứ ha, còn ở trên lầu là từ áo sống phuộc bọng là các cái là trên lầu hết, ở dưới đây là ốc vít hàng chính hãng Yamaha hết ha, không có xài đồ lô đó. Thì anh em chốt lại là giá thì Tấn Lượng đã báo cho anh em rồi, anh em cứ thẳng thắn, cứ điện thoại tôi thích con xe đó, màu đó, giá đó, anh dọn xong giá đó có không, thì ở đây sẽ báo cho anh em giờ sau 3 ngày 4 ngày 5 ngày tùy theo số lượng khách đặt xe mà tôi sẽ hẹn đó. Như hôm qua giao một chiếc về cho em làm bên ngành công an ở Trần Nhân Thời đó, là hôm qua hai chồng lên lấy là chạy dữ luôn, dầm mưa chạy dữ luôn đó, lên là khen đó. Thì dọn con hai máy máy bạc mà 208 màu bạc tem đen đó, thì là như vậy thì một con xe nó sẽ hoàn hảo hơn, anh em mua nó sẽ ưng ý mình hơn đó. Rồi nói chung thì bữa nay là ảnh đã chi tiết lắm rồi, vừa báo giá vừa nói luôn vấn đề giấy tờ hồ sơ cho các bạn rồi dọn xe các kiểu. Thì video bữa nay mình thấy là chi tiết lắm rồi các bạn, cũng khá dài rồi. Là mình nhắc là cửa hàng mình là có trả góp nha anh em, trả góp đó, sẵn đây nói luôn rồi, trả góp thì anh em không nợ xấu thì mới trả góp được. Tôi nói mấy em anh đừng có tự ái, giống như khách hỏi tôi nợ xấu mua góp phải không, có nợ xấu có nghĩa là mấy anh từng giật tiền ta rồi thì ai dám cho anh mượn nữa đó, thì nợ xấu khỏi điện tôi hỏi góp, không nợ xấu mới mua góp được, và trên 20 tuổi và phải đưa trước là 30% nha, cạc quẹt gốc thì ngân hàng sẽ giữ, khi nào mình góp xong thì ngân hàng sẽ đưa cạc quẹt gốc cho mình, trong khi mình mua thì ngân hàng sẽ đưa cái cạc quẹt photo và có mộc của ngân hàng, có mộc công chứng nhà nước đi đường, là lại. Mình đi hợp lệ bình thường đó. Sẵn nói anh em luôn, tiền mình đưa 30% trước có nghĩa là gì, giống như xe 50 triệu thì mình đưa trước chỉ 15 triệu thôi là mình đã được nhận xe về mình chạy rồi, thì 1-2 ngày sau sẽ có nhân viên bên ngân hàng đi đăng ký ra biển số ra cạc quẹt tên mình là mình được chạy hợp lệ luôn đó, là báo với anh em vậy đó. Rồi bây giờ là kết thúc video đây thì trước tiên là cảm ơn đồng chí Hải đã kết nối mình với tất cả các anh em đam mê đó. Cái thứ hai là chúc tất cả các anh em và đồng chí Hải là luôn là làm ăn phát tài, là mọi công việc trong cuộc sống là đều thuận lợi ha. Và để kết nối đam mê với Tấn Lượng, anh em cứ thẳng thắn alo, số điện thoại của mình là 0939003900, Zalo cũng xài số đó luôn, độc tắc là 0939003900 đó. Thì anh em liên hệ thẳng cái Zalo đó sẽ gặp mình và gọi hay là gì đó. Cái Zalo mình thì full bạn, mấy bạn cứ nhắn tin, mấy anh em cứ nhắn tin bình thường, tôi nhận bình thường, tôi không đồng ý nhưng mà vẫn nhắn tin, vẫn gọi nói chuyện bình thường đó. Thành ra anh em cứ yên tâm là liên lạc bình thường, tại vì bạn bây giờ nó full rồi, mình không có đồng ý thêm được nữa, nó đầy chứ không phải là tôi không đồng ý anh em đó, tại nó đầy rồi. Mấy ông đó cho con nhiều đó
Đó rồi, cảm ơn anh em ha. Rồi có gì thì cứ liên hệ thẳng với mình ha. Chào anh em nha. Dạ rồi. Cảm ơn. Xin chào các bạn luôn nha.